Thưa quý vị, thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng. Thời gian qua, các chi đảng bộ trực thuộc quận ủy Hoành Sơn đã chú trọng đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, hướng cán bộ đảng viên về với các địa chỉ đó. Đây là buổi sinh hoạt chuyên đề quý 3 năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng của chi bộ bảo hiểm xã hội quận Ngũ Hành Sơn tại tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đây là chuyến hành trình về nguồn lần thứ tư của chi bộ trong năm 2022 và 9 tháng của năm 2023. Hình thức tổ chức chuyên đề này, ngoài việc giúp đảng viên tìm hiểu về các di tích lịch sử, còn là cơ hội để chi bộ thêm phần gắn kết, nỗ lực hơn trong công việc. Thì về nguồn thì giúp cho cán bộ, đảng viên, viên chức lao động hiểu thêm giá trị lịch sử địa phương, thêm hiểu và trân quý về lịch sử hào hùng của dân tộc, từ đó quyết tâm nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Thời gian qua, những buổi sinh hoạt chi bộ hướng về các địa chỉ lịch sử cách mạng là hoạt động thiết thực được các chi đảng bộ trực thuộc quận ủy Ngũ Hành Sơn chú trọng tổ chức với mong muốn tạo cơ hội để mỗi đảng viên thêm hiểu và trân quý những giá trị lịch sử cách mạng, khơi dậy niềm tự hào truyền thống lịch sử địa phương. Qua đó bồi đắp lòng tự hào, tình yêu đất nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên trong thực thi nhiệm vụ. Thường trực quận ủy cũng đã có cái chỉ đạo rất là quan tâm trên cái lĩnh vực về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó đặc biệt là cái sinh hoạt chuyên đề. Cho nên là với cái tinh thần đó thì các cái chi đảng bộ trực thuộc quận cũng đã hưởng ứng và triển khai hết sức là tích cực. Cho đến nay thì cái việc mà sinh hoạt chuyên đề trở thành nề nếp của các cái chi đảng bộ, mà đặc biệt là cái việc mà sinh hoạt chuyên đề gắn với các cái địa chỉ đỏ. Việc hướng cán bộ đảng viên về với các địa chỉ đỏ trong các buổi sinh hoạt chi bộ của các tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn không chỉ tạo nên nét tươi mới, hấp dẫn, gắn kết và đồng thuận trong đảng viên, mà còn góp phần nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt cũng như năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.